Manchester United là đội chi tiêu nhiều thứ hai ở Premier League trong mùa hè 2022. Quỷ đỏ đã bỏ ra tổng cộng 223 triệu bảng cho những bản hợp đồng mới. 6 cái tên đã được đưa về St Old Trafford nhằm nâng cấp đội hình và xây dựng lại hình ảnh của một thế lực tại xứ sở sương mù. Mùa giải trải qua được 6 vòng đấu và ít nhiều chúng ta đã có cái nhìn tổng quát về những tân binh này. Hôm nay, nhân dịp Premier League tạm hoãn do quốc tang tại Vương quốc Anh, hãy cùng Random Football đánh giá về những bản hợp đồng ở phiên chợ hè vừa qua. Liệu trong số họ, ai là người đã mang đến niềm tin cho người hâm mộ thời gian qua? Mới đây, cựu danh thủ Gary Neville đánh giá Man United có một kỳ chuyển nhượng hoảng loạn khi phát biểu trên The Overlap. Man United dự kiến chi khoảng 130 triệu bảng ở hè 2022, nhưng cuối cùng thì họ lại bỏ ra tận 230 triệu bảng để mua cầu thủ. Chúng ta đã được chứng kiến những chuyện tương tự của nhà Glazer tạo ra vô số rắc rối, cổ động viên biểu tình, đầu tư tiền để cố gắng xoa dịu người hâm mộ hay cơ bản là chi tiêu trong sự hoảng loạn. Những phát biểu này đã làm dấy lên rất nhiều sự tranh luận. Những câu nói của huyền thoại người Anh có phần chính xác khi 3 trong số 6 bản hợp đồng mới đến sau khi Quỷ Đỏ thất bại trong 2 trận đấu mở màn của mùa giải. Và số tiền mà họ bỏ ra là không hề nhỏ khi chi tới 150 triệu euro cho Casemiro và Antony. Tuy vậy, những tân binh này ít nhiều đang mang đến khởi sắc cho lối chơi của đội bóng. Họ đang dần chứng minh Erik ten Hag và ban lãnh đạo đã đúng khi mang họ về nhà hát của những giấc mơ. Và nếu duy trì màn trình diễn ấn tượng, chúng ta có thể nói những thương vụ này đắt nhưng sắt ra miếng. Sau 6 vòng đấu tại Premier League, thầy trò Erik ten Hag có được 12 điểm. Toàn đội đã hồi sinh mạnh mẽ sau 2 thất bại đầu mùa với chuỗi trận thắng để đi một mạch từ đáy xã hội lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Dù vừa nhận trận thua trước Real Sociedad ở Europa League, nhưng không thể phủ nhận Quỷ Đỏ đang trình diễn một bộ mặt sáng sủa hơn thời gian qua. Trong số 6 tân binh thì ngoài thủ thành Martin Dubravka chưa được thi đấu, 5 cái tên còn lại đều đã ra sân và chơi khá tốt. Hãy cùng chúng tôi điểm qua từng bản hợp đồng mới ở mùa hè 2022. Tyrell Malacia chính là cầu thủ đầu tiên gia nhập Man United ở phiên chợ hè. Quỷ Đỏ đã đánh bại Lyon với con số 13 triệu bảng để thuyết phục Feyenoord nhả người. Tài năng trẻ được đánh giá là có tiềm năng lớn để phát triển ở vị trí hậu vệ trái sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước. Sau 2 trận đấu đầu tiên xuất phát trên băng ghế dự bị, Malacia đã có trận đá chính đầu tiên tại Premier League trước đại kình địch Liverpool. Sức ép dành cho chàng trai người Hà Lan là rất lớn khi anh phải đối đầu với Mohamed Salah và Trent Alexander-Arnold. Một người là vua phá lưới của giải đấu, người còn lại là hậu vệ biên có khả năng tấn công hàng đầu thế giới hiện nay. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ người Hà Lan chinh phục cả giới chuyên môn và người hâm mộ bằng màn trình diễn thăng hoa trong suốt 90 phút. Nguồn thể lực dồi dào cùng với lối chơi không ngại va chạm giúp Malaysia có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Tân binh của Man United liên tục dâng cao để thực hiện những pha pressing, khiến đối thủ gặp khó trong những tình huống chuyển trạng thái. Ngoài ra, cầu thủ người Hà Lan cũng cho thấy sự bình tĩnh, khả năng quan sát để đưa ra những quyết định dứt khoát và an toàn nhất khi bị cầu thủ đội khách gây sức ép ngược trở lại. Sau màn tỏa sáng trước Liverpool, Malaysia đã chiếm trọn lòng tin nơi Erik ten Hag đẩy người đàn anh Luke Shaw lên băng ghế dự bị và tiếp tục thi đấu khá tốt ở những trận đấu kế tiếp, góp phần giúp hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ gia tăng sự chắc chắn. Tuy gặp không ít khó khăn trước Bukayo Saka, nhưng nhìn chung thì những gì mà cựu cầu thủ Feyenoord đã làm được xem là món hời cho đến thời điểm này. Mức giá khá rẻ nhưng tiềm năng phát triển rất lớn. Malaysia đang từng bước mang đến hình ảnh của một Patrice Evra ngày nào tung hoành bên hành lang cánh trái của Man United. Đội chủ St Old Trafford đã phải trả cho Ajax Amsterdam tổng cộng 54 triệu bảng để mang về Lisandro Martinez. Chàng tân binh người Argentina gia nhập Quỷ Đỏ với rất nhiều sự hoài nghi vì thể hình tương đối nhỏ con của anh khi chơi ở vị trí trung vệ tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Quả thật, những nhận định và nghi ngại đó càng có cơ sở khi Man United thất bại trong 2 trận mở màn mà Martinez đá chính ngay từ đầu. Brighton và Brentford đều đã sử dụng những đường bóng dài đánh trực tiếp vào vị trí của cựu sao Ajax và anh cũng phần nào cho thấy mình đang bị ngợp tại môi trường mới, đến nỗi Erik ten Hag phải rút anh ra nghỉ ngay đầu hiệp 2 trận thua tan nát trước Bảy Ong. Tuy vậy, niềm tin của chiến lược gia người Hà Lan vẫn đặt trọn vào Martinez và ông cũng đã có những thay đổi trong đội hình để phát huy tối đa khả năng của cậu học trò. Điều đó đã mang lại thành quả khi gã đồ tể cùng với Rafael Varane đang tạo thành bức tường vững chắc trước khung thành của David De Gea. Cầu thủ Argentina hiện đứng đầu trong số các hậu vệ của Man United với cả tỷ lệ thắng không chiến lẫn tác bóng. Anh đã có 12 lần không chiến với chỉ 3 lần thất bại. Tỷ lệ thành công đạt 75%, con số thực sự đáng nể đối với một trung vệ bị xem là lùn tịt. Ngoài ra, anh còn đoạt lại bóng cho Man United ở 7 trên 8 pha tranh chấp. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc tháng 8 của câu lạc bộ đã chứng minh năng lực của Licha. Anh cho tất cả thấy rằng chiều cao không phải là yếu tố kìm hãm khả năng của mình, và nếu đặt trong hệ thống phù hợp, Martinez sẽ phát huy tối đa phẩm chất mà Erik ten Hag cần. Eriksen gia nhập Quỷ Đỏ với bản hợp đồng 3 năm. Ban đầu thì cựu sao Tottenham nhận nhiều hoài nghi về thể trạng. Giới chuyên môn và người hâm mộ đều cho rằng tiền vệ người Đan Mạch khó thích nghi với Manchester United. Thế nhưng anh đang dần chứng minh điều ngược lại. Eriksen lúc này trở thành bộ não trong lối chơi của Erik ten Hag. Anh là trung tâm của những pha lên bóng, thi đấu không biết mệt mỏi khi là người chạy nhiều nhất trong đội hình. Và khó ai có thể ngờ, một cầu thủ có tiền sử với bệnh tim lại chiến đấu kiên cường đến như vậy. Sau những khó khăn gặp phải trước Brighton và Brentford khi chơi không đúng vị trí sở trường, ngôi sao sinh năm 1992 đã lấy lại phong độ vốn có của mình. Sự kết hợp giữa Eriksen và Mikel Samià đang mang đến một tuyến giữa chắc chắn, cùng với đó là khả năng chuyển trạng thái cực tốt trong các tình huống tấn công đã mở ra những miếng đánh chất lượng cho Man United. Cầu thủ người Đan Mạch không chỉ để lại dấu ấn trong những đường chuyền sắc sảo, khả năng pressing và tranh chấp của anh cũng rất ấn tượng. Ngoài ra, việc di chuyển thông minh và khoảng trống ở hàng thủ đối phương của Eriksen cũng giúp Quỷ Đỏ tạo bất ngờ trong nhiều pha bóng, đặc biệt là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 trước Arsenal. Gia nhập đội chủ sân Old Trafford bằng bản hợp đồng miễn phí, nhưng cho đến thời điểm này, có thể xem chú lính chì người Đan Mạch chính là thương vụ thành công nhất của Erik ten Hag mùa hè vừa qua. Man United không tốn một xu nào, nhưng họ đang nhận lại màn trình diễn của một cầu thủ có giá trị 30 hoặc 40 triệu euro. Nửa đỏ thành Manchester đã chi ra đến 60 triệu bảng để mang về Casemiro từ Real Madrid. Nhiều nguồn tin cho rằng đây được xem là bản hợp đồng chữa cháy cho thất bại từ thương vụ Frenkie de Jong. Tuy vậy, với đẳng cấp của cầu thủ từng 5 lần lên ngôi tại Champions League, anh được kỳ vọng sẽ mang đến sự chắc chắn nơi tuyến giữa, điều mà Fred hay Mikel Samià nhiều năm qua chưa thể hiện được. Erik ten Hag cẩn trọng khi cất anh trên băng ghế dự bị ở 3 trận tại Premier League. Tuy vậy, những phút vào sân trong hiệp 2 thì tân binh người Brazil phần nào đó thể hiện khả năng của mình trong việc chọn vị trí, đánh chặn và tranh chấp mạnh mẽ. Nhưng rồi trong trận đá chính đầu tiên trước Real Sociedad, Casemiro lại thể hiện một bộ mặt khá thất vọng khi nhiều lần bị đối thủ vượt qua và thực hiện khá nhiều đường chuyền hỏng. Có lẽ anh cần thêm thời gian để thích nghi với lối chơi mà Erik ten Hag xây dựng. Và không ngạc nhiên nếu anh tiếp tục dự bị cho Mikel Samià ở những trận đấu kế tiếp. Cuối cùng là tân binh đắt giá nhất Antony, chữ ký mà chiến lược gia người Hà Lan rất muốn mang về ở phiên chợ hè cùng với Frenkie de Jong. Tuy vậy, những khó khăn trong quá trình đàm phán đã khiến thương vụ này phải đi đến những ngày cuối mới hoàn tất được. Mức giá 100 triệu euro sẽ là áp lực cực lớn cho chàng trai trẻ người Brazil, nhưng anh đã có một màn ra mắt không thể ấn tượng hơn với bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng trước Arsenal. Sự phấn khích của người hâm mộ và màn ăn mừng mãnh liệt của Antony có thể là điềm báo cho một ngôi sao mới tại bầu trời nước Anh. Tuy vậy, việc không tập luyện và thi đấu cùng với Ajax đã khiến thể lực của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Màn trình diễn vừa qua tại Europa League tương đối nhạt nhòa và không mang lại nhiều điều. Chắc chắn Antony sẽ cần rất nhiều thời gian để hòa nhập tại Premier League. Hai trận đấu không chơi trọn 90 phút chưa thể đánh giá được điều gì. Với những hiểu biết của Erik ten Hag về cậu học trò cũ, hy vọng ông sẽ giúp tài năng trẻ của xứ sở Samba thi đấu tự tin và tỏa sáng trong màu áo Man United để phần nào đó giảm bớt áp lực về mức giá chuyển nhượng lên đôi chân kỹ thuật của anh. Nhìn chung, tổng thể 6 tân binh của Quỷ Đỏ mùa hè vừa qua, ngoại trừ Martin Dubravka thì 3 cầu thủ đã cùng tập luyện trong giai đoạn tiền mùa giải đang dần chiếm được vị trí trong đội hình xuất phát, và đâu đó có cả Antony. Tất cả 4 cái tên này đều là những cậu học trò mà Erik ten Hag muốn đưa về từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford, và họ đang tạo thành một bộ khung vững chắc trong quá trình tái thiết Man United. Trong khi đó, Casemiro được ban tuyển trạch đề xuất thay thế De Jong vẫn chưa thích nghi được với hệ thống của huấn luyện viên người Hà Lan. Điều đó cho thấy những sự lựa chọn của 10 khó ít nhiều mang lại thành công và ban lãnh đạo cần đặt niềm tin vào ông để giúp đội bóng có màn trình diễn tốt hơn. Liệu những tân binh của Man United sẽ thể hiện như thế nào trong thời gian tới? Và việc đánh giá một kỳ chuyển nhượng thành công hay thất bại vẫn cần nhiều yếu tố. Nhưng phần nào đó chúng ta cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Còn bây giờ là lúc hãy xem Erik ten Hag làm gì với những học trò của ông. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe, đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!